Tôi có cái này tặng cô này. Không, tôi không nhận đâu. Anh mang về đi. Không phải là đồ giá trị đâu. Đây là... thịt gà trọi, xào xả ớt. Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định vào bếp làm món này tặng cô. Cuối cùng thì tôi cũng ý thức một điều là tôi thích gà trọi, nhưng tôi còn thấy thích cô nhiều hơn gà. Cháu muốn nói lời xin lỗi với gia đình của mình. Cháu sai rồi ạ. Cậu mặt dày thật đấy, còn dám vác mặt đến đây nữa. Cậu về đi, chúng tôi không nhận lời xin lỗi của cậu. Cháu tới đây là muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông. Ngày hôm trước thấy ông như thế, cháu lo lắng lắm. Chuyện gia đình tôi, cậu không phải lo. Cậu về đi. Không, thằng Đông nó nghe tiếng, nó ra nó đấm cho mấy quả. Tôi không cản được đâu. Nhưng mà cháu... có chuyện gì thế? Cháu chào ông. Bố. Anh nhớ, dù sao thì cậu ấy cũng chỉ là người làm công ăn lương cho con gái anh. Tội tình gì mà anh đuổi cậu ấy. Kìa bố. Chị nghĩ là em biết lý do vì sao chị không nghe điện thoại. Em đến nhà chị làm khách mà lại đâm sau lưng chị. Em sai rồi. Em xin lỗi. Em có thể làm ông chị gặp nguy hiểm. Cứ xin lỗi như thế này rồi lại trách chị em như bình thường à? Đúng, em đã hành động rất ngu. Em mới để sự khó chịu của em với anh Phong làm mờ lý trí. Em biết chuyện này chẳng có liên quan gì tới em, nhưng mà rõ ràng anh ta không cùng đẳng cấp với chị. Vậy mà anh dám mơ tưởng chị gái của em. Sơn, chị cứ mắng đi. Em vẫn nói đó, em nhìn thấy anh Phong là em ghét lắm. Giống như con cốc đòi cưới cô bé Tí Hon vậy. Chị gái của em xinh đẹp và tài giỏi như thế này, chị phải ở bên cạnh một người tương xứng, chứ không bố với ông thất vọng đó. Cô làm rách tranh của tớ rồi, tớ bắt đèn con.